Dance. Hi mọi người, ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người một makeup look chỉ tốn 10 phút thôi nha. Đầu tiên thì chúng mình sẽ cùng đến với che khuyết điểm nha. Trước khi mà thực hiện bước này ấy, thì mọi người hãy nhớ là phải bôi một lớp kem dưỡng ẩm và một lớp nữa rất là quan trọng, đó là lớp kem chống nắng nha. Chúng mình sẽ cùng dùng che khuyết điểm để che đi quầng thâm cũng như là những chỗ da không đều màu ở trên mặt nhé. Lúc này nhìn đang hơi điên một tí nhưng mà mọi người đừng lo. Bây giờ chúng ta sẽ lấy Beauty Blender xịt một chút khoáng rồi mình tán đều ra nha. Do Mi đã nhận được rất là nhiều tin nhắn từ mọi người hỏi về cách mà Mi hay make up thường ngày, nên là hôm nay Mi đã quyết định quay video hướng dẫn make up chỉ trong vòng 10 phút, rất phù hợp cho những bạn hay đi trễ giống như Mi. Đùa thôi nhưng mà make up look này là một make up look rất nhanh, dành cho những ngày bận rộn hoặc những lúc sắp trễ giờ này. Bây giờ chúng mình sẽ cùng dùng cọ để tán lại những chỗ mà concealer chưa đều màu. Vậy là bây giờ trông da mặt đã đẹp hẳn rồi đây. Bước kế tiếp thì Mi sẽ dùng một lớp phấn bột kiềm dầu để bake cho lớp nền sẽ giữ được cả ngày nè. Và đây là một bước không thể thiếu, đó chính là bước kẻ chân mày. Khi kẻ thì mọi người nhớ là hãy gẩy cái sợi theo cái hướng mà cái đường chân mày mình mọc nha. Thì nhìn chân mày mình nó sẽ tự nhiên hơn rất là nhiều. Để dọn dẹp lại chân mày một chút thì chúng mình sẽ cùng dùng một chút concealer nha. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đến với bước kẹp mi và trải mascara nha. Và ngày hôm nay thì Mi sẽ dùng hai loại mascara, đó là loại Heroin của Nhật và một loại kia đó chính là Maybelline. Mi hay dùng loại mascara Heroin trước để giữ cho lớp mi của mình có thể cong cả ngày. Còn loại Maybelline thì sẽ làm cho mi mình dày và dài hơn. Đó là lý do vì sao mà Mi dùng hai loại mascara đó.
Bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với một bước rất quan trọng nữa, đó chính là bước đánh khối. Bình thường khi mà đánh khối á, thì My sẽ có thói quen đánh ra cả hai bên má của mình nữa. Nhưng mà úi, chết rồi, quá tay mất rồi. Sao giờ ta? Thôi thì lát nữa sẽ phải lấy chổi để quét bớt đi vậy. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với phần đánh khối mũi nha. Ngày hôm nay thì cả khối mặt và khối mũi My đều đánh từ bảng Hoola của Benefit. Rồi bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đánh má hồng thôi. My thì My hay thích má mình hồng hơn một chút, nên là My hay đánh rất là nhiều má hồng luôn. Tiếp theo thì chúng mình sẽ cùng đánh highlight nhá. My thì My hay đánh highlight ở đầu mũi cũng như là hai đầu khóe mắt và cả trên dưới chân mày nữa. Mọi người đừng quên đánh một chút nữa vào gò má nữa nha. Và bây giờ chỉ cần đánh son nữa thôi là chúng mình sẽ xong make up look này rồi. Màu son mà My đang dùng là màu Verve số B45 của MAC nha. Và mọi người đừng quên chúng mình phải dùng chổi để quét hết sạch lớp phấn vừa rồi mà chúng mình đánh lên nhá. Ta-da! Vậy là make up look của ngày hôm nay đã xong rồi đây. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau thay đồ để có thể đi ra ngoài luôn nhá. Dance! Vậy là video đầu tiên về chủ đề make up của My đã được lên sóng rồi. Oh my god, trễ giờ mất rồi. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau nha. Bye bye.